Một bó rau cải xoong ngoài chợ, sau 3 năm nó biến thành cỏ, mọc đầy vườn các bạn nhé. Đây nó đây này. Đây các bạn nhìn thấy chưa, rau cải xoong. Đây này, mọc này. Đấy, gieo chỗ nào nó cũng mọc các bạn nhé. Và nó mọc như cỏ. Phát hiện ra cái đặc tính đấy là tớ bắt đầu tớ triển khai cho nó mọc khắp mọi nơi. Thế thì mình đi một vòng vườn là mình có thể có một bữa rau cải xoong cỏ. Cải xoong cỏ nhé. Đây nó đây nữa này. Đấy, nó mọc giữa cái nhóm cây này. Đấy, nó cũng mọc. Thế bây giờ mình muốn cái cây này nó tối ưu lên thì mình nhổ bớt những cái cây mà mình không thích, mình để một mình nó lại thôi, hoặc là mình cứ để cho chúng nó sống chen chúc nhau, tuyển chọn. Chưa, sức sống vĩ đại không? Còn cái này có bị rêu màu đen thì tôi cho vôi vào thì nó cũng hơi bị trốn cây tí.